và nghiền ngẫm sau 6 năm tập sư. Vừa tự mình tu học theo lối của hành thiện thân mà không thành công, Ngài đã chọn con đường thiền định với 49 ngày đêm ngồi an tịnh dưới bồ cây bồ đề. Ngài chứng thành Phật quả cao minh, lục thông, trí tuệ phi thường, biết tất cả mọi điều trong vũ trụ, lòng từ bi vô biên yêu thương tất cả chúng sinh. Năm đó Ngài 35 tuổi. Màn đêm buông xuống nơi vòng xa lắng yên đông trường, giờ phút thiêng liêng vốn có mình như vỡ tan. Vì nước
phương.